Thưa quý vị, vào sáng ngày 5 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức chương trình Liên hoan ẩm thực lần thứ 3 với chủ đề Cộng đồng ASEAN với bạn bè quốc tế nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị. Tham gia Liên hoan ẩm thực lần này, gian hàng của nhà hàng Gusto Thái Lan đại diện ẩm thực Thái Lan. Gian hàng giới thiệu các món ăn mang hương vị đặc sản của người Thái tới bạn bè Việt Nam và quốc tế. Tham gia Liên hoan ẩm thực ASEAN là một cơ hội để quảng bá văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của mỗi nước. Well, the organizing of the International Food Festival in Hanoi is a very special event for diplomatic community and the Vietnamese public to learn more about each other, especially the time of the year that all ASEAN countries will become one community by the end of this year. By using food as a means of cultural understanding is a very good idea to connect and learn more about each other. Liên hoan ẩm thực ASEAN đã có sự góp mặt của 96 gian hàng đến từ 37 đại sứ quán tại Hà Nội. Các gian hàng của 10 nước ASEAN được quy tụ lại dưới một mái, thể hiện một mốc mới trong quá trình hợp tác phát triển của cộng đồng ASEAN. Liên hoan ẩm thực còn có sự tham dự của đại diện các tỉnh thành Việt Nam, những món ăn đặc trưng của các vùng miền cùng với ẩm thực đặc sắc của các quốc gia trên thế giới đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và hội tụ nhiều hương vị đặc biệt. Chúng tôi đưa đến một số món đặc trưng của Việt Nam để giới thiệu với bạn bè trên thế giới, nhất là cộng đồng ASEAN. Thì gồm có hai món phở, phở gà, phở bò là đặc trưng cho miền Bắc. Và món nem thì có hai món, một món nem Bắc và một món nem Nam Bộ. Em thưởng thức hầu như đa số hết tất cả các món ăn của ba miền cũng như là các nước thì em thấy là rất là ngon. Mà bản thân em thì có nghĩa là khi tham gia lần này thì em rất muốn là có rất nhiều cơ hội được tham gia nhiều hơn nữa để cá nhân bản thân em là có thể là cũng được khám phá hơn nhiều về những món ăn đặc sản trong nước cũng như là của các nước bạn. Liên hoan cũng là cơ hội giao lưu văn hóa nghệ thuật của các nước ASEAN và các đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội. Thông qua chương trình Liên hoan ẩm thực lần 3, toàn bộ số tiền quyên góp nhằm gây quỹ từ thiện sẽ được đóng góp vào quỹ từ thiện và trao tặng Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi Việt Nam và các tổ chức từ thiện khác.